cách chỉnh cách chỉ đầu ra đầu vô của máy vắt sổ Hikari. Đầu tiên là các bạn mở máy lên, xong rồi chúng ta sẽ bấm giữ nút B. Xong rồi chúng ta bấm mật khẩu là 4 con số 2. Xong bấm OK. Cắt chỉ đầu ra là chúng ta bấm lên số 3. Muốn cắt chỉ ngắn thì ta bấm con số 08 này lên, càng cao là cắt chỉ càng ngắn. Xong rồi bấm OK. Còn cắt chỉ đầu ra ta bấm lên con số 04, chương trình số 4, chương trình số 4. Muốn cắt chỉ ngắn lại chúng ta bấm số 09 này, thấp xuống. Xong rồi bấm OK. Xong rồi chúng ta bấm B là nó chương trình. Rồi video tới đây kết thúc.